Chào mừng các bạn đã đến với Luận BK Channel. Như vậy là sau gần 2 tuần nghỉ ngơi nhường chỗ cho loạt trận đấu thuộc cấp độ đội tuyển quốc gia, thì mùng 1 tháng 4 tới đây, giải Ngoại hạng Anh chính thức quay trở lại. Và trận đấu đáng chú ý nhất chính là cuộc đối đầu đỉnh cao giữa chủ nhà Manchester City với đối thủ Liverpool. Nhắc đến hai cái tên Man City và Liverpool trong những mùa giải gần đây, người ta sẽ nghĩ ngay đến các trận đấu đôi công mãn nhãn, những cơn mưa bàn thắng, những màn rượt đuổi tỷ số ngoạn mục. Pep Guardiola cùng Jurgen Klopp cũng là hai huấn luyện viên có xu hướng chiến thuật tấn công chủ động. Và chính họ cũng là một trong số ít các cái tên dám chơi đôi công với người kia mỗi lần gặp mặt. 18:30 ngày 1 tháng 4 tới đây sẽ không có cú lừa nào cả trong ngày cá tháng 4. Đây sẽ là cuộc đối đầu không quan nhượng. Chuỗi phong độ gần đây của đội chủ nhà đang là cực kỳ tốt. Trong 10 trận gần nhất, họ đều bất bại với 8 chiến thắng và 2 trận hòa, ghi vào lưới đối phương đến 31 bàn thắng. Thêm nữa là họ cũng đang có chuỗi 6 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Còn với đội khách Liverpool, chuỗi phong độ của họ là rất thất thường. Họ có thể thắng tưng bừng đại kình địch Manchester United với tỷ số của một chai 7 up, nhưng ngay sau đó lại để thua muối mặt trước Burnley. Chuỗi 10 trận gần nhất thì họ để thua đến 5 trận, và 2 trận vừa qua họ cũng toàn thua trước Burnley và Real Madrid. Với màn chạy đà rất trái ngược như vậy, cộng thêm vị thế trên bảng xếp hạng hiện tại, các chị cái hàng đầu đến từ châu Âu đã xếp kèo đội chủ nhà chấp khá cao, có nơi lên đến chấp 1. Nhưng hãy coi chừng, Liverpool có thể đang có phong độ không ổn định, nhưng họ lại không ngại khi đối đầu với Man City trong quãng thời gian gần đây. Trong 5 lần đối đầu gần nhất của hai đội, Liverpool thắng đến 3, hòa 1 và thua 1. Tại các trận đại chiến ấy thì rất dễ dàng nhận ra ngòi nổ nguy hiểm nhất bên phía Man City là Erling Haaland thi đấu khá nhạt nhòa, hoặc thậm chí có thể nói là bị vô hiệu hóa. Tình hình lực lượng của cả hai đội lúc này thì vận may đang có phần ủng hộ cho đội chủ nhà, khi họ chỉ có 2 chấn thương nhẹ của Phil Foden cùng Erling Haaland. Các hai cầu thủ đều hứa hẹn sẽ sẵn sàng cho trận cầu này. Còn bên phía Liverpool, danh sách chấn thương vẫn chưa bao giờ là ngắn, với các cái tên phải vắng mặt bao gồm Thiago Alcantara, Tsimikas, Luis Diaz, Stefan Bajcetic, Calvin Ramsey và gần nhất là tiền đạo Darwin Núñez. Sẽ lại là một trận đấu nữa chúng ta được chứng kiến khả năng xoay sở nhân sự của Jurgen Klopp, có thể rất tài tình và mang đến thành công, nhưng cũng có thể sẽ là một thảm họa. Cuộc đối đầu này sẽ mang lại khá nhiều biến động trên bảng xếp hạng, khi mà Man City rất cần điểm để rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Arsenal. Họ đang kém 8 điểm nhưng thi đấu ít hơn một trận. Còn Liverpool, họ vẫn sẽ nuôi mộng chen chân vào top 4 khi mà kém Tottenham 7 điểm nhưng thi đấu ít hơn 2 trận. Đây sẽ là trận chiến không chỉ Man City cùng Liverpool quan tâm, mà còn cả những cái tên khác như Arsenal, Man United và có thể cả Chelsea cũng phải lưu ý. Đội đầu bảng chắc chắn sẽ cổ vũ hết mình cho đội khách. Chelsea thì cổ vũ cho chủ nhà để mong muốn bám đuổi Liverpool, còn Man United mới là khó chọn. Cổ vũ Man City thì họ lại gia tăng khoảng cách điểm số lên quá xa so với vị trí MU hiện tại. Mà cổ vũ Liverpool thì càng không thể, vì mối thù chuyển kiếp và họ vừa vả mình với cú ăn 7. Thôi thì dĩ hòa vi quý. Theo cá nhân Luận BK nhận định, đây chắc chắn sẽ là một trận cầu nhiều bàn thắng. Kèo tài bàn thắng sẽ nổ với nhiều hơn 3 bàn. Cả hai cũng sẽ là những đội bóng có khả năng tấn công biên cực tốt. Liverpool sẽ tạt bóng nhiều hơn, nên số pha phạt góc cũng sẽ rất cao ở dạng trận đấu như thế này. Để nói về diễn biến thì tôi nghĩ hiệp 1, Man City sẽ chủ động cầm nhiều bóng, cố gắng kéo giãn hàng phòng ngự vốn không ổn định lắm của Liverpool, sau đó tung ra các đường chọc khe sang hai cánh, đặc biệt là cánh phải với sự yếu kém trong phòng ngự của Alexander Arnold. Còn đội khách sẽ pressing tầm cao cực rát, cố gắng tạo ra sai số của các cú truyền ngang và truyền gần trên phần sân đối phương, tận dụng tốc độ cực tốt của Salah để chuyển trạng thái thật nhanh. Dự đoán ngay trong hiệp 1, chúng ta sẽ được chứng kiến nhiều bàn thắng. Đội khách sẽ là người mở tỷ số trước nhờ công của Salah, rồi chủ nhà đáp trả bằng bàn thắng của Kevin De Bruyne. Gần kết thúc hiệp 1, Liverpool lại có thêm bàn thắng nữa để tạo lợi thế trước khi vào giờ nghỉ. Bước sang hiệp 2, đội khách chủ động chơi chậm để rình rập phản công, còn chủ nhà tất tay dồn đội hình lên. Và nhờ những sai lầm nơi hàng phòng ngự đội khách, Man City sẽ ghi liên tiếp 2 bàn thắng để kết thúc trận đấu với tỷ số là 3-2, mang về 3 điểm cho nửa xanh thành Manchester. Vừa rồi là những nhận định của LBK về cuộc đại chiến Manchester City cùng Liverpool. Anh em có dự đoán khác với LBK hay không? Hãy để lại comment bên dưới video và nhớ like, share cùng subscribe để ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!